nỗi nhớ chiều này em gửi cho ai giữa mênh mông dòng đời tuôn chảy, giữa bao la nỗi nhớ quê nhà. Ra đi biệt mây mùa trắng, thương cha nhớ mẹ lòng nào lâu muốn về. Nỗi nhớ triền miên dai dẳng trong dẫn thương giúp lòng ta đổ. Ngày mai tôi sẽ về cầm xuyên ơi, chiều đi ngoài nở nắng cháy đốt ra người mẹ tôi áo tươi với mình trên ruộng đồng, giọt mồ hôi rớt rơi cho hạt thóc lên mầm xanh cả khoảng trời tuổi thơ tôi. Cầm xuyên ơi, chiều đi ngoài nở mưa rệt buốt ra người mẹ tôi áo tươi ra đông chưa kịp về, để hạt mưa rớt rơi gấp vào đôi vai mẹ làm lụm một đời gạo nuôi tôi sâu nặng nghĩa tình quê mẹ cầm cho ai giữa mênh mông dòng đời tuôn chảy, giữa bao la nỗi nhớ quê nhà. Ra đi biệt mây mùa trắng, thương cha nhớ mẹ lòng nào lâu muốn về. Nỗi nhớ triền miên dai dẳng trong dẫn thương dùng lòng ta đổ. Ngày mai tôi sẽ về cầm xuyên.
đôi tôi sâu nặng nghĩa tình. Quê mẹ cầm xiêu, kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giai điệu quê hương của Đài Truyền hình Bình Dương. Vừa rồi là ca khúc Cẩm Xuyên ơi, Chiều Ni Ngoài Nớ, một ca khúc mang âm hưởng dân ca ví dặm nghệ tỉnh được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành. Và bây giờ, Hoài Nam xin mời quý vị cùng gặp gỡ nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và người bạn đời của anh, ca sĩ Linh Xuân, cũng chính là người vừa thể hiện ca khúc trên. Xin chào anh chị. Anh chị có thể nói lời nói đầu tiên dành cho quý vị đang theo dõi chương trình. Dương Tiến Thành và Linh Xuân xin gửi lời chào tới quý khán giả đang xem chương trình Giai điệu quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành được sinh ra và lớn lên tại quê hương Hà Tĩnh, cái nôi của ví dặm. Có lẽ chính vì vậy mà hầu như tất cả những sáng tác của anh đều phản phất âm hưởng ca từ của người Hà Tĩnh. Có thể kể đến như là Nửa Vời Câu Ví, Răng Anh Nọ Về, Hương Người Hương Sen, và rất nhiều ca khúc khác. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này? Chân thành xin được chia sẻ về những sáng tác của mình trong cái sự nghiệp âm nhạc. Đó là hầu hết là những sáng tác của Dương Tiến Thành luôn mang âm hưởng dân ca ví dặm nghệ tĩnh, là nơi Dương Tiến Thành được sinh ra và lớn lên. Từ nhỏ thì Dương Tiến Thành đã được nghe những câu ca, những lời ru mang âm hưởng dân ca ví dặm, và cho đến khi lớn lên và theo học ngành âm nhạc thì những cái giai điệu đó luôn theo Dương Tiến Thành suốt cuộc đời trong sự nghiệp sáng tác của mình. Mặc dù học âm nhạc cổ điển nhưng là Dương Tiến Thành lại có một sự đam mê trong âm nhạc dân ca quê hương, và hầu hết những tác phẩm của Dương Tiến Thành đều được chính ca sĩ Linh Xuân, là bà xã của Dương Tiến Thành, thể hiện. Và hầu hết thì là hai vợ chồng thường là có sự trao đổi với nhau và đưa đến những cái ý kiến để góp phần cho ca khúc nó hay hơn và chỉnh chu hơn. Vâng, và bây giờ thì Hoài Nam đã hiểu lý do vì sao mà ca sĩ Linh Xuân lại có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Nửa Vời Câu Ví qua phần trình bày của ca sĩ Linh Xuân. Dằm thương dằm nhớ bởi câu ví trao duyên anh hát lúc chiều tà cho sông La, và em ngây ngất nay người đi xa để ai ngóng ai chờ. Ơi câu ví dần thương lênh đênh trên sông theo em về xóm nhỏ, mình xa nhau đã mấy độ trăng gầy. Ơi con
sông quê nặng niềm thương nỗi nhớ, để ai ngóng ai trông theo con nước ngược dòng, bến Tam Xoa con thuyền không quay lại, để công hồ buông lừng giữa dòng lá. Sông La để trăng kia hơn ghen rồi xa mãi, và mây ơi sao đi không trở lại, câu ví trao nhau rắn tròn vẹn. Người ơi, người ơi, sông quê nặng niềm thương nỗi nhớ, để ai ngóng ai trông theo con nước ngược dòng, bến Tam Xoa con thuyền không quay lại, để câu hồ buông lừng giữa dòng lá. Câu ví nửa vời bởi một xa, hay tại núi hồng gian dịu với sông La, để trăng kia hơn ghen rồi xa mãi, và mây ơi sao đi không trở lại, câu ví trao nhau răng tròn vẹn. Người ơi, người dòng la làm hờ vầng trăng non.
Là một nhạc sĩ trẻ đã từng tốt nghiệp khoa thanh nhạc, nhưng nhạc sĩ Dương Tiến Thành không chạy theo thị hiếu của khán giả mà lại âm thầm theo đuổi dòng nhạc của mình yêu thích, đặc biệt là những cái dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, ví dặm, nghệ tĩnh. Thưa anh, có phải anh luôn mang nặng tình cảm đối với quê cha đất mẹ? Vâng, cảm ơn Hoài Nam. Vâng, Dương Tiến Thành xuất thân từ một sinh viên tốt nghiệp khóa thanh nhạc. Nhưng mà năm cuối, khi tốt nghiệp khóa thanh nhạc thì Dương Tiến Thành lại chọn một con đường nữa, đó là đam mê sáng tác và chuyển qua chuyên ngành sáng tác để thi vào khóa sáng tác của Nhạc viện. Và bây giờ Dương Tiến Thành cũng đang là sinh viên năm thứ 7 của khóa sáng tác của Nhạc viện. Thì là giống như lúc nãy Dương Tiến Thành nói rồi, là ở trong trường thì thường là học nhạc cổ điển, nhưng mà vì mình nặng lòng với quê hương và mê mẩn với cái làn điệu dân ca quê hương của mình, cho nên là trong cái sự nghiệp sáng tác của Dương Tiến Thành thì tất cả, hầu như mọi tác phẩm đều phảng phất cái âm thanh, cái giai điệu của dân ca ví dặm nghệ tĩnh. Và Dương Tiến Thành nghĩ là đó là con đường để mình tiếp tục cái sự nghiệp sáng tác của mình. Chạy, em mãi mê tìm lời hẹn thế năm xưa, từ độ người đi mấy dòng thu bốn mùa. Chứ rằng anh nọ về Hà Tĩnh quê hương, câu mê ru anh thua năm nỗi con đó. Em lỡ thì xuân xanh vẫn một lòng đợi mong, biết khi mô anh về. Hỡi rong lo tìm cả đôi bờ, vì lời thương lời nhờ, câu hẹn câu thề như nước chảy thuyền trôi. Bên giang dở đôi mình nên câu ví gầy làm đôi, mình em tôi vẫn bên chờ bên đời, câu dần rồi thương chứ rằng anh chưa về, ví dằm dần thương mà rằng thank you.
xuân xanh vẫn một lòng đợi mong. Biết khi muốn anh về khỏi sông lo, tìm cả nỗi bơ vì lời thương lời nhờ, câu hẹn câu thề như nước chảy thuyền trôi. Tôi thân em ngẩn ngơ chờ và đợi hết dần lại thương. Bên sáng giờ đôi mình nên câu ví gầy làm đôi, mình em thôi vẫn bên cho bên đời câu dần rồi thương. Chưa rằng anh chưa về ví dằm dần thương, mà rằng anh nọ về ví dằm dần thương. Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 2 năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tổ chức một cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Và trong cuộc thi đó thì nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành đã đạt được giải nhất trong cuộc thi. Thưa anh có thể cho khán giả đang theo dõi chương trình biết thêm về ca khúc này không ạ? Thì ca khúc này Dương Tiến Thành viết trong vòng một tuần. Vì là thời gian gấp rút cho nên Dương Tiến Thành viết trong vòng một tuần. Và đến khi biết kết quả thì cũng rất là ngạc nhiên. Và các khúc này thì nó cũng mang âm hưởng dân ca ví dặm nghiệp tĩnh. Đó là cái chất liệu chủ đạo trong âm nhạc của Dương Tiến Thành. Và các khúc Tháng Năm Về Làng Xanh Nhớ Bác cũng được chính ca sĩ Linh Xuân thể hiện trong cuộc thi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi thưởng thức ca khúc Tháng Năm Về Làng Xanh Nhớ Bác thì Hoài Nam xin thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình chân thành cảm ơn nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và ca sĩ Linh Xuân đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và có thật nhiều ca khúc hay hơn nữa để cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như là dân ca ví dặm nghệ tĩnh. Cảm ơn anh Hoài Nam, Linh Xuân và Dương Tiến Thành xin được gửi lời cảm ơn tới các anh chị thực hiện chương trình và xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị có một ngày thật là vui và tràn đầy sinh lực. Cảm ơn anh chị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Oh,
bằng cả yêu thương, mong đón bác về. Tháng năm về con nhớ bác khôn nguôi, tuổi thơ con chưa một lần gặp người, những tiếng thơm bác để lại ngàn đời mà nay cháu con tiệm bước mới nên mà đã đi qua năm châu bốn biển mà miền Nam quê mình chưa được vào thăm, nỗi lo nước non dày vò tâm can người để nay chúng con có cả tương lai, cả trời cao và đất rộng hôm nay. Tháng năm về lắng sen vui mơ hội đón bác Hồ thăm lại quê hương, muôn triệu trái tim rưng rực buồn rơi lệ bởi bao mùa sen vui. Bác chưa về, bác ơi, người đã đi qua bên kia bao trời, về với Lenin các bậc hiền nhân, cho chúng con hoa thơm ngọt bốn mùa để tháng năm thơm ngon. Bye.